Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hoàng Làm Phim và mình là Huy. Ở những phần trước của series xe máy quay, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về bố cục, khung hình, góc máy cùng với rất nhiều nguyên tắc, quy tắc khác được sử dụng trong quay phim, quay video. Vậy thì ở phần tiếp theo này, các bạn hãy cùng mình khám phá về chuyển động camera hay còn nói khác là động tác máy. Chúng ta có thể sử dụng những công cụ hỗ trợ như là tripod, gimbal, slider, steadicam hay là dolly, vân vân. Rất nhiều các công cụ, các phụ kiện hỗ trợ cho việc thực hiện các động tác máy với camera. Thực ra thì nếu các bạn không có dolly, không có steadicam, không có gimbal thì cũng không sao cả. Nhưng có một thứ phụ kiện mà các bạn nhất định không thể không có trong khi quay video, đó chính là tripod. Vậy thì hãy cùng mình đi khám phá về nó ở trong video này nhé. Tripod hay còn được gọi là chân máy, gồm có 3 chân trụ và một đầu dầu để gắn camera lên nhằm cố định máy ảnh, máy quay tại một vị trí, giúp cảnh quay của bạn được kiểm soát hoàn toàn. Chúng ta có thể điều chỉnh camera cao hay thấp, hướng lên, hướng xuống nhờ vào tripod một cách cực kỳ đơn giản và dễ dàng. Nếu như các bạn chưa xem video tập 11 của xe máy lên quay, vị trí và góc máy camera thì mình sẽ để đường link ở phía trên này hoặc phía dưới phần mô tả để các bạn có thể tìm hiểu và nắm rõ được cũng như hiểu được tầm quan trọng của việc sử dụng tripod. Ngoài việc giúp cho chúng ta có thể có được những góc máy cố định, góc máy fix thì đương nhiên rồi, khi ba chân trụ đã được đứng vững vàng thì chỉ bằng thao tác điều chỉnh đầu dầu, tức là nơi gắn camera trên đó, thì các bạn có thể tạo ra những động tác máy, những chuyển động camera cực kỳ đơn giản và dễ dàng. Chúng ta có thể lia camera từ trái qua phải. Hoặc từ phải qua trái. Đây được gọi là cú máy pan. Còn khi ta lia camera từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên như thế này được gọi là một cú máy tiêu. Bạn có thể kết hợp vừa pan vừa tiêu để có một cú máy kết hợp chéo như thế này. Và trong khi thực hiện một động tác máy như vậy thì với một chiếc tripod vững chãi sẽ giúp các bạn có thể dễ dàng kiểm soát được toàn bộ hình ảnh của mình, cảnh quay của mình. Chẳng hạn như mình có một cảnh quay một người đang di chuyển, một cú pan máy với tripod sẽ giúp mình kiểm soát quy tắc một phần màn cực kỳ dễ dàng. Với những video review giới thiệu sản phẩm thì một cú pan máy nhẹ nhẹ như thế này cũng sẽ giúp tạo chiều sâu cho cảnh quay. Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về chuyển động camera, những động tác máy ở trong những video chia sẻ sau của kênh Hoàng Làm Phim. Tuy nhiên ở trong phạm vi video này, mình muốn nhấn mạnh các bạn rằng tripod sẽ giúp chúng ta có toàn quyền kiểm soát được thiết bị camera của chúng ta trong từng cảnh quay, từng khung hình để giúp các bạn có được một video trở nên chuyên nghiệp hơn. Mà đi vào cách sử dụng tripod thì trước tiên các bạn sẽ cần có một quá trình tập luyện để sử dụng thành thạo, nhất là với những cú pan máy hoặc những cú tiêu máy, những động tác máy. Thì ở đây mình chia sẻ với bạn một cách thức mà mình sử dụng để luyện tập hàng ngày với chiếc tripod. Đó là các bạn hãy sử dụng các tờ giấy đánh số từ 1 đến 9, dán lên tường, xếp thành hình vuông 3x3 như thế này. Sau đó chúng ta nhờ một ai đó đọc hai số bất kỳ kèm theo tốc độ, ví dụ như là nhanh, chậm hay là vừa phải, vân vân. Và bạn sẽ thực hiện quay camera từ số đầu tiên cho đến số thứ hai theo đúng tốc độ được yêu cầu một cách đều tay. Chốt ở đây là các bạn phải lia thật đều tay nhé, bởi vì chỉ khi các bạn lia máy thật đều thì chúng ta mới tạo ra được một khung hình, một đoạn video chuyển động mượt mà được. Đó là điều cực kỳ quan trọng, hãy lưu ý và ghi nhớ điều đó. Và sau khi chúng ta đã thực hành thành thạo, thành thục những động tác như mình vừa chia sẻ thì mình tin rằng các bạn đã có được những kỹ năng quay phim, quay video tương đối tốt rồi. Ở đây thì mình cũng chia sẻ với bạn thêm một tip trong quá trình mình thực hiện những cảnh quay. Đó là khi chúng ta thực hiện những cú lia máy từ điểm A cho đến điểm B thì các bạn hãy bắt đầu quay ở điểm A. Chúng ta quay với một góc máy fix cố định trong khoảng 3 giây, đếm từ 1, 2, 3. Sau đó bắt đầu thực hiện một cú lia máy từ điểm A cho đến điểm B. Các bạn dừng lại ở điểm B. Sau đó chúng ta không vội ấn nút record stop lại ngay, mà chúng ta hãy giữ trong khoảng 3 giây tiếp theo. Và cuối cùng thì các bạn mới bấm stop lại. Điều này để làm gì?
điều này để khi các bạn hậu kỳ video, chúng ta sẽ có thoải mái thời gian với những footage mà các bạn đã quay mà không lo việc sẽ bị thiếu và cần phải bù ở đâu ra, thì chúng ta đã có sẵn một cái đoạn dư ở phía trước và phía sau một cảnh quay chuyển động như vậy rồi. Sau khi đã hiểu rõ tác dụng cũng như cách thức tập luyện với tripod, thì mình sẽ chia sẻ với bạn cách để chọn được một chiếc tripod phù hợp nhất với nhu cầu của bản thân. Về cơ bản, mình phân ra làm 3 loại tripod: tripod dành cho điện thoại, smartphone, tripod dành cho máy ảnh hay máy quay bán chuyên, và loại số 3 là tripod dành cho máy quay video chuyên nghiệp. Thì thông thường, với những tripod dành cho điện thoại smartphone, nó sẽ nằm ở mức khoảng từ 300.000 đô la. Với một mức giá rất rẻ như vậy thì về độ hoàn thiện cũng như cấu tạo của nó không thực sự quá bền. Mình không muốn nói là nó khá là mong manh, nhưng mà không sao cả, khi chúng ta sử dụng trên một chiếc điện thoại smartphone nó cũng khá là nhỏ gọn thôi, thì điều này cũng có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, các bạn hãy lưu ý là khi chúng ta quay phim, quay video ở những nơi đông người thì cần tránh việc chiếc tripod có thể bị đổ gây ra hỏng hóc camera, hỏng hóc chiếc điện thoại của các bạn. Thì việc đổ tripod trong quay phim, quay video là một lỗi rất dễ mắc phải. Và giá trị của những chiếc tripod, tại sao lại có những chiếc chỉ khoảng dưới 300 ngàn mà có những chiếc lên đến 10-20 triệu đồng, thì nó nằm ở khả năng vững chãi và với một cái va chạm nhỏ thì có làm đổ vỡ hay không thì giá trị nó nằm ở chỗ đó. Tiếp theo, nếu chúng ta sử dụng những máy ảnh DSLR mirrorless thì các bạn có thể sử dụng những chiếc tripod bán chuyên hay tripod dành cho máy ảnh. Cái ưu điểm của những loại này là nó khá là nhỏ gọn và cái giá tiền cũng ở mức vừa phải, trong khoảng từ 1 đến 2 triệu đồng thôi là các bạn đã có thể tìm kiếm được một chiếc tripod sử dụng khá tốt rồi. Như mình đang sử dụng ở đây thì mình cũng chỉ sử dụng một chiếc tripod như vậy thôi. Tiếp theo, loại số 3, loại cuối cùng là loại tripod dành cho máy quay video chuyên nghiệp. Với loại này thì thực sự là chỉ với những đoàn làm phim hoặc là những team làm phim ngắn, những đoàn làm phim chuyên nghiệp thì các bạn mới cần tính đến, bởi vì khi đó chúng ta sẽ sử dụng những chiếc máy quay rất là cồng kềnh và nặng nề mà phải cần những chiếc tripod xịn sò thì nó mới đủ khả năng để cân được và nâng đỡ được những thiết bị quá nặng như vậy. Thì thực ra nếu các bạn đã làm được đến mức độ như vậy rồi thì chắc là các bạn cũng không cần phải xem những video từ kênh Học Làm Phim như mình nữa. Ok, vậy thì tổng kết lại thì chúng ta đã có 3 loại tripod và các bạn hoàn toàn có thể chọn được một loại tripod nào đó phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân mình bằng rất nhiều thông tin tìm kiếm được ở trên Google. Quan trọng là các bạn xác định được mình sẵn sàng chi ra mức giá là khoảng bao nhiêu cho một chiếc tripod. Cuối cùng, mình muốn chia sẻ với các bạn về cách thức để chúng ta sử dụng chiếc tripod sao cho hiệu quả. Thì đây chỉ có một lưu ý với các bạn là việc ở tất cả các chiếc tripod nó sẽ đều có một cái nút khóa để chúng ta có thể kéo dài ra hoặc thu gọn lại. Thì khi các bạn sử dụng, chúng ta sẽ bắt đầu từ khóa ở vị trí dưới cùng thấp nhất, chúng ta mở ra, sau đó nếu cần tăng chiều cao hơn nữa thì chúng ta tiến dần lên khóa trên cùng. Tắt với đầu dầu camera nhất. Tại sao như vậy? Bởi vì trong quá trình sử dụng, các bạn hoàn toàn có thể cần thao tác phải tăng giảm chiều cao của tripod, và khi đó nếu mà các bạn mở theo chiều ngược lại từ trên xuống dưới thì chúng ta sẽ cứ phải cúi đầu xuống để bạn đặt mặt vào, và mình đã từng trải qua những cảm giác như vậy rồi thì nó trông nó rất là thiếu chuyên nghiệp và mất thời gian trong quá trình điều chỉnh. Vậy thì ở đây cái lưu ý của mình để các bạn sử dụng được hiệu quả đó là chúng ta hãy mở khóa theo thứ tự từ trên, từ dưới lên trên ngược lại như vậy, thì trong cái phong thái làm việc khi sử dụng tripod nó cũng đã chuyên nghiệp hơn rồi. Qua video này thì mình cũng hy vọng rằng các bạn đã hiểu được phần nào về tác dụng cũng như việc tầm quan trọng của việc sử dụng tripod, và có được một phương thức mà lựa chọn được một chiếc tripod phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân mình. Nếu các bạn có câu hỏi hay thắc mắc gì thì đừng ngại ngần gì, hãy comment ở phía dưới video này. Còn nếu cảm thấy video hữu ích thì đừng quên bấm like, share cũng như subscribe và ấn nút chuông ở phía bên cạnh để luôn cập nhật những video mới nhất từ kênh Học Làm Phim. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.